Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp Vue.js vào trong một phần dự án đã tồn tại của chúng ta. Về cái kiến thức NPM mình sẽ hướng dẫn trong các video sau. Nó dùng để xây dựng một cái project từ đầu theo hướng single page application ha. Còn hiện tại thì mình chỉ đơn giản là mình tạo ra một cái file index.html để các bạn làm quen. Ok, ở đây. Tương tự mình sẽ tạo ra một cái file là main.js. Trong file index.html mình sẽ sinh ra một cái cấu trúc HTML cơ bản như sau, dùng dấu chấm than và nhấn tag này. Ok, đây là tiêu đề. Rồi. Để chạy được cái file index.html này mình có hai cách ha. Cách thứ nhất là mình chuột phải vô đây. Chuột phải vô cái file index.html này và chọn vào Open in Default Browser. Thì để có được cái menu này á, các bạn phải cài một cái gói extension hỗ trợ ở trong đây. Click vào cái extension đây này. Search cái từ khóa là Open in browser thì nó sẽ ra cái extension đầu tiên như này và các bạn nhấn cài đặt. Và ngoài ra các bạn cần cài đặt theo như mình một cái gói nữa là gói live server. Thì tí nữa mình sẽ giải thích cái gói này có chức năng là gì ha, bạn cứ cài đặt đi. Rồi, sau khi cài đặt xong thì mình sẽ quay trở lại cái phần này và nhấn chuột phải vào index.html. Lúc này nó sẽ xuất hiện thêm một cái menu nữa, đó là open with live server này và open in default browser. Thì ví dụ mình nhấn vào cái này đi thì nó sẽ mở cái trang web chúng ta như cách thông thường. Còn nếu các bạn mở bằng Open with Live Server á, thì nó có một cái ưu điểm, đó là các bạn không cần phải nhấn F5 ha. Mình sẽ chọn vào Allow Access này. Đây, nó sẽ sinh ra cho mình một cái server ảo có đường dẫn ở đầu tiên là localhost. Đây chính là cái localhost này, server ảo ở máy tính của mình ha. Thì nếu như mình dùng cái này á, nó sẽ có ưu điểm là khi mình gõ bất kỳ một đoạn code nào mà có sự thay đổi á, nó sẽ tự động load lại trang cho chúng ta mà chúng ta không cần vào những F5 ha. Thì mình sẽ dùng cái Open with Live Server này nha. Đối với Vue.js, như cái buổi giới thiệu mình đã có nói rồi, cái mã nguồn của nó được xây dựng 100% là JavaScript, cho nên mình có thể khai báo nó vào trong file HTML này giống với cái cách mình khai báo thư viện thông thường thông qua thẻ script. Mình sẽ lên trang chủ của nó để lấy cái đường link về thôi ha. Các bạn sẽ vào trang chủ này và cái menu là Installation và click vào menu là CDN. Ở đây Vue.js nó sẽ cung cấp cho chúng ta hai file. File thứ nhất là file này, mình sẽ mở lên thử ha. Ctrl C, copy vào đây. Thì file thứ nhất là cái file đã được nén rồi, tức là nó đã rút gọn bớt những cái khoảng trắng thừa, những cái ký tự không mong muốn để cho cái file dung lượng file nó giảm bớt lại. Còn cái file thứ hai là cái file mà chúng ta có thể đọc được code của nó. Bởi vì Vue.js là một cái mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn có thể tham khảo code của nó ở đây. Thì mình sẽ sử dụng cái file này trong quá trình lập trình của chúng ta. Còn khi mà mình public ra cho người dùng sử dụng thì mình sẽ lấy cái file kia ha. Rồi, khai báo đây và chạy lại cái trang web của mình nè. Mình sẽ vào trang web và inspect element. Chuột phải kiểm tra phần tử. Và xem cái phần console ở đây. Nếu như các bạn nhận được một cái dòng thông báo như thế này, tức là mình đã khai báo thành công. Ở đây nó có một cái dòng thông báo lưu ý với chúng ta nè. Tải về một cái Vue DevTool Extension để cho cái trải nghiệm lập trình của chúng ta tốt hơn. Cái này nó sẽ giúp hỗ trợ người lập trình viên trong quá trình lập trình dễ hơn. Thì mình sẽ lên tải luôn ha, vào phần Google Extension này. Đây, các bạn lên trang chủ của Google Extension và chọn vào đây, tìm kiếm cái từ khóa là Vue.js. Và sau đó add vào cái Google Chrome của mình. Thêm tiện ích này. Thì cái này nó cũng có một cái chức năng nữa, đó là giúp chúng ta nhận diện xem cái trang web nào có sử dụng Vue.js. Ví dụ như mình lên một cái trang là 24h.com.vn đi. Thì các bạn thấy ở góc trên này này, cái logo nó không sáng đúng không? Tức là cái trang này không sử dụng Vue.js. Mình sẽ lên một cái trang khác có sử dụng Vue.js như là meta.us chẳng hạn. Thì ngay lập tức ở góc trên này các bạn sẽ thấy là cái logo nó sáng lên đúng không? Logo nó sáng lên như này tức là mã nguồn của trang web này được viết bằng Vue.js ha. Rồi, quay trở lại bài của chúng ta. Cái kiến thức đầu tiên mình cần phải học đó là mình phải hiểu cách cài đặt này. Cách cài đặt Vue.js thì mình đã vừa hướng dẫn xong rồi. Kiến thức thứ hai là mình phải hiểu Vue Instance là gì. Đó. Và cái thứ ba mình phải hiểu về data và method của Vue Instance ha.
Rồi, đầu tiên vũ instant là gì thì mình cũng lên tài liệu mình xem nè. Ở góc phía dưới này mình sẽ có một cái phần vũ instant như sau. Vũ instant dịch ra tiếng Việt mình có thể dịch là thực một cái thực thể vũ hoặc là một cái đối tượng vũ. Thì cái đối tượng vũ này dùng để quản lý một thành phần trong trang web ha. Thì các bạn hình dung trang web của chúng ta có thể chia rất nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ như đây nó có một header chẳng hạn. Header. Rồi thậm chí dưới đây nó có một cái footer. Ở đây mình có một cái list blog chẳng hạn. Mình tạm thời để một cái tab đây ha. Và mình muốn vue JS của mình á, tác động vào một phần tử ở trong đây thì mình sẽ tạo ra một cái phần tử đó và cho nó một ID nào đó bất kỳ ha. Ví dụ mình để ID là app đi. Bây giờ mình sẽ quy định một cái đối tượng vue của mình đó, nó sẽ quản lý toàn bộ tài nguyên ở trong cái div này. Nó còn có thể có rất nhiều những phần tử khác như tp trong đây ha. Thì toàn bộ mã code trong cái thành phần này một đối tượng vue nó sẽ quản lý. Thì để khởi tạo một đối tượng vue rất là đơn giản, các bạn có thể khai báo theo cú pháp như sau. Rồi mình sẽ copy này, bỏ vào đây. Để cho dễ quan sát thì mình sẽ thay đổi lại cái góc nhìn ha. Mình chọn vào cái menu là View, Editor Layout và chọn Split Down này. Đó, nó sẽ sinh ra cho mình hai cái ô như thế này. Rồi mình sẽ bỏ cái file main JS ở xuống dưới đây. Xét cái mặt cú pháp ở đây nó là khai báo biến thôi ha. Cái này là một cái biến có tên là VM. Ở đây mình có thể sửa lại là một cái tên bất kỳ theo ý mình. Ví dụ mình có thể sửa lại ABC cũng được này. Hoặc là có thể sửa lại là Vue Instant chẳng hạn. Đó. Rồi, ở trong đây mình thấy là mình sẽ truyền vào một object. Khi khởi tạo một đối tượng mới á, mình sẽ truyền vào trong đây một object để khai báo những thông tin liên quan ha. Ví dụ như mình muốn thông báo cho cái Vue.js biết là cái object này nó quản lý cái thành phần nào thì mình phải trỏ đến thành phần đó thông qua cái thuộc tính element, viết tắt là L. Đây, cái từ này là viết tắt của cái chữ element ha, tức là mình muốn quản lý cái phần tử nào đó. Thì ở đây mình truyền vào cái ID là app thôi. Truyền vào ID là app. Ok. Bây giờ mình sẽ console trong log xem cái này nó là cái gì ha. Vue instance. Lên lại. Rồi, cái file này mình chưa khai báo ở trong mạng nguồn của mình này. Thì ở đây mình sẽ tạo thêm một cái script nữa để khai báo cái file main.js của mình. Main.js. Rồi run lại. Đây, các bạn sẽ thấy là mình đã in ra được một cái đối tượng. Trong này có rất nhiều thuộc tính khác được sinh ra. Thì tạm thời mình chỉ cần quan tâm cái thứ nhất là element đây, chính là cái div app của mình này. Đó. Và kiến thức thứ hai là về data và method. Thì data dịch ra tiếng Việt là dữ liệu đúng không? Ở đây nó muốn nói là dữ liệu dành cho cái thành phần mà nó quản lý. Ví dụ như thành phần này mình quản lý một danh sách sản phẩm chẳng hạn, hoặc là mình quản lý một cái sản phẩm nào đó hiển thị lên trang web. Trong sản phẩm đó có những thông tin nào, thông tin đó mình phải khai báo ở đây. Rồi, thuộc tính data. Ví dụ mình có một cái tiêu đề đi. À, điện thoại Samsung chẳng hạn. Rồi, muốn hiển thị được cái tiêu đề này ra ngoài trang web á, thì mình sẽ sử dụng cái cú pháp như sau. Trong Vue.js nó có một cái định nghĩa nó gọi là template syntax ha. Template syntax. Đó, tức là cái cú pháp để mình có thể kết nối được cái dữ liệu này vào trong HTML của mình. Thì mình sẽ dùng hai cái dấu mực nhọn như sau. Đó. Thì ở đây mình chỉ cần ghi là title thôi là xong. Rồi, run lại. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là cái chữ điện thoại Samsung á, nó đã hiển thị ngay chỗ cái tp ở đây. Vậy thì Vue.js nó đã xử lý vấn đề này cho mình ha. Mình đọc cái mô tả của nó nè. Khi mà một cái đối tượng vu được khởi tạo á, đây, khi mà một đối tượng vu được khởi tạo thì mình sẽ truyền vào một cái object option và tất cả những thông tin liên quan tới dữ liệu này, liên quan tới các method hỗ trợ nó sẽ tự động gắn vào cái đối tượng vu cho mình. Các bạn có thể lên phần console, mình gõ là vue instance. Thì trong vue instance này nó có rất nhiều thông tin, ngoài cái element ra nó còn có thêm cái title của mình nữa không. Mặc dù mình khai báo trong cái object là data, tuy nhiên khi mà đối tượng vue khởi tạo thì vue nó sẽ tự động gắn cái thuộc tính này vào trong cái đối tượng vue hiện tại và mình có thể tương tác được với đối tượng đó. Ok, nó còn một cái khái niệm nữa đó là cái hệ thống phản ứng. Đây, mình cần phải hiểu hệ thống phản ứng là gì ha. Hệ thống phản ứng hay còn gọi là reactivity đó. Reactivity.
Thì cái hệ thống phản ứng này nó giúp chúng ta giám sát cái thuộc tính này. Nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan tới dữ liệu thì nó sẽ tự động render ra trang web của chúng ta. Ví dụ này, ở đây mình ghi là vuinstant.title, thì cái này là mình đang lấy dữ liệu ra đúng không? Giả sử như cái vuinstant.title này mình thay đổi lại thành một cái dữ liệu khác, ví dụ như thành điện thoại Apple chẳng hạn, thì các bạn để ý ở đây ha, các bạn để ý ngay trang web này, mình chỉ cần thay đổi dữ liệu thôi là ngay lập tức nó sẽ thay đổi ở đây, mà mình không cần thiết phải tương tác lại với cấu trúc DOM ha. Vue.js nó hướng tới chúng ta là không cần quan tâm đến DOM, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái logic bên dưới. Thì cái logic ở đây đơn giản là mình chỉ thay đổi giá trị của nó thôi thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ở đây. Và trong cái phần inspect element, các bạn cũng thấy là nó không còn bất kỳ một cái ký tự dấu ngoặc nhọn nào đúng không? Đó, thì Vue.js nó sẽ phân tích cú pháp và nó sẽ thay thế toàn bộ vào đây ha. Ví dụ mình hoàn toàn có thể thay đổi cái chỗ này thành thẻ H1 cũng được này. Thành thẻ H1. Rồi, thì ngay lập tức nó sẽ render ra đây H1. Và để có thể sửa đổi cái dữ liệu này ở một nơi khác thì mình sẽ sử dụng cái biến instant này ha. Ví dụ như đây, ở một nơi khác mình thay đổi này, mình sẽ sử dụng cái hàm set timeout. Mình cho là 3 giây đi. Khi mà trang web được chạy lên á, 3 giây sau mình sẽ lấy cái biến này thay đổi cái thuộc tính title bằng điện thoại Apple. Run lại. 1 2 3. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức nó sẽ phản ứng lại ngay với cái sự thay đổi dữ liệu của chúng ta. Thì đó người ta gọi là hệ thống phản ứng ha. Ngoài dữ liệu ra thì nó còn có một cái khái niệm nữa là method. Method thì trong object của JavaScript các bạn biết nó là gì rồi. Thì nó là những cái hàm hỗ trợ trong quá trình tính toán của mình ha. Thì mình sẽ khai báo thông qua cái thuộc tính method ở đây nè. Bởi vì một cái đối tượng Vue nó có rất nhiều cái method cho nên ở đây nó là chữ S ha, là số nhiều. Ví dụ mình tạo ra một cái method là say đi. Nó là một cái function. Function này nhận vào một đoạn text chẳng hạn. Và mình sẽ thay đổi cái title hoặc là mình sẽ return về hello cộng với cái text này. Nó đơn giản như vậy thôi. Vậy thì để có thể sử dụng được cái say á, thì mình cũng dùng cú pháp tương tự ha. Ở đây mình sẽ cho một cái H2 chẳng hạn. Cái cú pháp ở dòng 16 là cú pháp để hiển thị cái biến title. Ở đây mình sẽ dùng là say. Nó là một hàm cho nên mình phải có một cái lời gọi hàm tường minh như thế này. Ví dụ mình truyền vào world chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ kết nối với cái method ở dưới đây. Và method này nó nhận vào một cái đoạn text chính là cái world mình truyền ở trên này. Và ngay lập tức nó sẽ return về hello world. Vậy thì khi hiển thị lên trang web á, ngay cái vị trí thẻ H2 này nó sẽ nhận được cái từ là hello world. Đó, các bạn thấy không? Đây, trên trình duyệt là mình sẽ thấy được cái thẻ H2 của mình có chữ hello world. Mình có thể truyền vào một cái chữ khác, ví dụ như là hello genvn chẳng hạn. Lên lại thì nó cũng hiển thị ngay chỗ H2 này. Thì tạm thời trong cái video này mình chỉ cần hiểu đơn giản về data và method và cách khởi tạo một cái Vue Instant trong một cái trang web thông thường là được. Còn nội dung chi tiết thì mình sẽ trình bày trong các video tiếp theo.